nước Tần năm 2004 trước Công nguyên. Tần Vương cưới Danh Hài Vân Dung bất chấp lời oán thán của thiên hạ. Ngay sau khi vào cung, Vân Dung đã lệnh tổ chức biểu diễn hài kịch khắp nơi, khiến rất nhiều thần dân phải cười vỡ bụng mà chết. Vân Dung vốn lẳng lơ, ngay lập tức gian xíu với một cận thần tên là Quang Thắng rồi rủ nhau bỏ trốn. Tần Vương tức giận, sai quân lính truy sát đôi gian phu dâm phụ, nhưng nhiều người đã ra đi mà không thấy về. Cuối cùng, Tần Vương phải nhờ đến Huyết Kiếm Tiên Công, võ nghệ cao cường, nổi tiếng ở chợ Đồng Xuân, tên hiệu là Xuân Bắc. Alo? À, Tần đại ca. Vâng, em đây. Đại ca yên tâm đi, Vân Dung và Quang Thắng không phải là đối thủ của em. Chỉ 4 chiêu là em đã triệt hạ cả hai. Hai thanh kiếm của chúng em vẫn đang giữ. Vâng, vâng, hẹn gặp lại Tần đại ca. Thừa tướng, dạ bẩm thừa tướng, sau khi triệt hạ được đôi gian phu dâm phụ Quang Thắng và Vân Dung, kiếm hiệp Xuân Bắc đã trở về ạ. Oh my god, cảm ơn thượng tướng, vậy là chúng ta đã trả được mối nhục như con trùng trục này. Hỡi ba quân, hãy nói cho ta biết Quang Thắng và Vân Dung là con gì. Gà làm thủ tục check in cho Xuân Bắc. Ôi anh trai ơi, làm sao lột hết à? Lột hết. Rau mùi quá. Buồn anh trai, có gì đâu mà khám. Phải khám chứ, không tin ông được. Mà sao đầu ông nhiều cháy thế? Cháy kệ thôi, nhanh tay lên ông ơi. Anh kia nhìn cái gì đấy? Bác về rồi đấy hả em? Nhà ta vừa lau. Vào nhớ bỏ dép ngoài nhá. Tần Vương vạn tuế. Em chào đại ca. Kiếm của Quang Thắng. Còn cái này chắc là của Vân Dung rồi. Chả kiếm của chúng nó thì kiếm của ai? Anh xem hàng kỹ đi, rồi trao tiền thưởng cho em. Chuyển tiền vào đây. Có thế thôi à? Đuối thế. Ngoài chỗ này ra, ngươi còn được thêm một gói tằm. Đại ca nên nhớ, làm thịt được hai tên này không phải chuyện đơn giản. Quang Thắng nổi tiếng giang hồ với môn kiếm vẹo mũi to. Còn Vân Dung, anh còn lạ gì công lực của nó nữa. Nó nổi tiếng với thế khô mộc thần công xương sườn trưởng. Thế đấy, hơi bị tởm đấy. Ta công nhận là Vân Dung đó cả. Thế thì anh thưởng thêm cho em đi, ít ra cũng gấp 10 lần chỗ kia. Mày đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở mỡ đấy mà húp nhé. Lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Muốn thêm mà, ta chỉ có thể thêm cho ngươi 2.000 nữa thôi. Ok. Cái gì? Đại ca định cho em ăn quẩy với uống trà đá à? Ở mà hai thứ đó mày ăn nọ cũng chỉ hết 1.500. Như vậy là còn 500. Kiểu gì mày cũng phải hồi lại cho tao. Nhưng tao không tin một mình mày có thể giải quyết được việc đó. Chắc chắn phải có bàn tay người khác giúp đỡ, đúng không? Đúng. Em đã phải dùng mưu để mua thông tin từ Lương Triều Vĩ, người anh em kết nghĩa với Quang Thắng. Kể đi. Ông hãy cho tôi biết chỗ ở của Vân Dung và Quang Thắng đi. Không nói được. Ông yên tâm, tôi chưa bao giờ nói chuyện suông bằng nước bọt. Ông cứ cho tôi thông tin, tôi sẽ tặng ông một con đai lần tàu. Tôi là dân ngoại tỉnh, cho nên sau này không đi xe vào thành phố được. Thế ông thích gì? Thịt chó. Ông đánh đố tôi đây à? Giữa sa mạc mênh mông như thế này, lấy đâu ra chó? Mà nếu có chó thì đào đâu ra giềng?
Nếu không có chó thì lấy thịt lợn nấu giả cầy cũng được. Không được thiếu mắm tôm đâu. Thôi đi bắt lợn đi. Ông hóm quá đấy ông Vĩ ạ. Cũng bình thường thôi. À, bây giờ thế này, tôi sẽ đổi cho ông một món khác. Đấy là món gì? Một mỹ nhân lai tây, hai má đỏ hây hây, trông phây phây, nhìn thấy chắc chắn ông ngất ngây. Thế chân nàng có dài không? Úi giời ơi, chân dài tới nách. Hoa hậu phải gọi bằng bà. Thế tên nàng là gì? Thu Hương, hay còn gọi là Hương Tươi. Quá hay. Tôi sẽ chỉ chỗ cho anh. Vĩ đại ca. Hả? Hương Tươi vừa đẻ xong nên rất béo. Cẩn thận thằng Bắc nó lừa anh đấy. Đừng có bơm đẻo. Tao tát cho một phát thì vào viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình bây giờ. Lương Triều Vĩ, Hương Tươi đẹp lắm. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy nói cho tôi biết chỗ ở của Vân Dung và Quang Thắng đi. Tôi sẽ chỉ đường cho anh. Nhìn cho kỹ nhá. Đấy. Đấy. Anh cứ đi theo đường Lãm Hòa Lạc. Đến ngã ba Xuân Mai thì rẽ phải. Gặp một cái ao bèo thì rẽ trái. Đi thẳng. Đến khi nào thấy một cái biển để Chí Trung ra trang là họ nấp ở đấy. Hóa ra là ẩn náu tại trang trại của Chí Trung. Thế mà lão béo lại nói rằng trang trại chỉ dùng để chăn lợn. Chuyển sang chăn người rồi. Vân Dung Quảng Thắng, các người có chạy đường trời. Alo, anh Bằng Hờ đấy hả? Anh à, thì dạo này tóc anh đã mọc thêm tí nào chưa? Ừ, anh ơi, anh đến ngay đây nhá. Sao? Đến đây em yêu nào? Hả? Anh đang bận nặn bánh trôi tàu à? Dung ơi! Dung ơi! Ai đấy? Ai gọi Vân Dung đây? Dung cháu Sườn ơi! Alo! À, ừ, Thắng ấy mà. Khổ quá, cái thằng bé Quang Thắng mới có 3 tuổi bên cạnh nhà em ấy mà. Ừ, thằng bé nó đáy dầm. Nó bảo em là sang thay bìm bóc đi cho nó mà. Ừ, rồi rồi. Dung ơi! Ôi đây! Làm gì mà lâu thế? Rồi, ở nhà nặng bánh trôi tàu đi nhớ, rồi mai chúng mình gặp nhau. Ừ, bye bye. Dung đây, Dung đây. Chào Quang Thắng đại tướng quân. Ôi, nàng Vân Dung của ta. Chàng ơi. Nàng ơi. Thiếu chàng em không sống được. Em ngày quên ăn đêm quên ngủ. Tướng quân của thiếp chàng ơi. Nàng ơi. Ôi, đứng lên, lại ngất rồi. Đứng lên. Đứng lên à. Nàng ơi. Dạ. Ta vắng nàng, ta chỉ biết húp cháo trừ bữa và uống bia lon cầm hơi. Chàng ơi, thiếp tủi nhục lắm chàng ạ. Tất cả bạn bè của thiếp chẳng ai tin thiếp cả. Ai cũng chê thiếp là quê mùa. Mọi người cứ bảo thiếp là không biết đi xe A Còng. À, nó chê nàng là không biết đi xe A Còng à? Vâng. Đứa nào, đứa nào? Ồ, chàng ơi chàng, chàng định đánh nó hả? Không, đứa nào nói ra để có tát nó phù mỏ nó ra. Ui, chàng ơi chàng đừng tát nó phù mỏ. Thiếp chỉ cần chàng làm sao cho tất cả bạn bè của thiếp tin rằng thiếp biết đi A Còng. À, có nghĩa là nàng muốn ta mua cho nàng một chiếc xe A Còng chứ gì? Ôi tướng quân của ta, chàng quá thông minh. Quá đơn giản. Vào thay quần áo đi, chuẩn bị mua xe A Còng. Vào thay quần áo ạ? Vào ngay. Này này này, từ từ khoan đã. Dạ. Cho mượn cái điện thoại thì đây. Ôi thế điện thoại của chàng đâu? Điện thoại của ta hết tiền, cắt sóng rồi. Đây. Nhưng mà chàng ơi, thiếp đã đứng tên chính chủ một xe máy rồi. Bây giờ còn thiếp thứ hai, làm sao người ta cho thiếp đứng tên được? Yên tâm, ta có thằng em họ tên là Lương Triều Vĩ, hiện nay nó đang sống ở sa mạc. Nó chưa kịp đăng ký xe máy đâu. Ta sẽ lấy tên nó để đăng ký xe cho nàng. Ôi,
thay quần áo đi. Cảm ơn chàng. Alo, Lý Chọc đấy à? Ông chuẩn bị ngay cho tôi con xe A còng nhá. Ấy, nhà đang có điều kiện. Thoải mái đi vô tư. Xe ngon, tàu thôi. Này, ông muốn đổi đồ gì thì ông đổi thoải mái nhá, để bớt tiền đi cho anh nhá. Rồi, ôi giời, mua cho ô xin đấy mà. Xin cho hỏi, đây có phải trang trại của Chí Trung không? Trang trại Chí Trung Ngọc Huyền chứ gì? Đúng thế. Chính xác. Đúng rồi anh ạ. Vậy xin hỏi, các hạ có phải là Quang Thắng? Đội trời đạp đất ở đời, vài năm thước rộng, thân 10 thước cao. Vài năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Đúng những đặc điểm nhận dạng trong lệnh truy nã. Người đâu? Ra! Bắt! Dừng lại! Anh ấy thải nó bắt! Quang Thắng, nhà ngươi định chống lại người thi hành công vụ à? Các ngươi ở đâu tự nhiên đến đây đùng đùng đòi bắt? Đứa nào bước thêm bước nữa ta chém bay đầu! Ngươi dám? Ôi trời ơi! Đánh nhau à? Đánh nhau à? Đánh nhau à? Thôi thì đánh nhau chưa? Đánh nhau? Nàng ơi! Hả? Đội này ở đâu tự nhiên đến đùng đùng đòi đánh nhau, đòi bắt? Tự dưng vào nhà người ta chẳng hỏi han gì lại đòi đánh nhau, đòi bắt. Thì hóa ra là dở hơi à? Nó không dở hơi đâu. Hả? Trông tướng mạo của nó cũng được đấy. Được á? Ừ. Đấy. Đấy, làm sao thế? Cứ nhìn thế dai lại ngoái cháo rồi. Nói cho người biết, nếu như ta nói danh tính của ta, ngươi phải tìm ngay một bờ tường mà dựa người vào, nếu không thì ngã đập mặt xuống đất. Thôi, đừng ba hoa nữa, nói đi. Ta Huyết Kiếm Thiên Công Xuân Bắc, nổi tiếng chợ Đồng Xuân. À, chợ Đồng Xuân. Thế ngươi đã biết chợ sắt ở Hải Phòng chưa? Chợ sắt Hải Phòng được xây vào năm 1888. Năm 1992 thì sửa lại trên diện tích 1.320 m², gồm 2.000 gian bán hàng, bán toàn đồ điện second hand đầu NTSC 150, không ai mua. Nàng ơi, nó nắm vững lý lịch của ta quá nàng ạ. Quang Thắng, ta nắm rất vững, vì hôm nay ta vâng lệnh Tầng Vương đến đây bắt ngươi và Vân Dung về chịu tội. Nghe danh tính của các thần đã lâu, xin bái phục. Người đâu? Dạ. Quang Thắng, Vân Dung, nghe chỉ. Tiếp chỉ. Quỳ xuống. Dạ, quỳ xuống ạ. Ta không quỳ. Quỳ xuống. Tao không quỳ. Quỳ xuống. Tao không quỳ. Không quỳ thì mày đứng đấy. Chàng ơi thì chàng cho nó đứng thì cho thiếp đứng nhá. Thuận Thiên Thừa Vận, Tần Vương Chiếu Viết. Đất nước ta đang yên bình thịnh trị thì bỗng nhiên xuất hiện Quang Thắng viết hoa. Sao lại Quang Thắng viết hoa? Thì trong này viết hoa. Ui dồi ôi, thì tên người là người ta phải viết hoa. Ngươi đọc như thế thì ta biết kiến thức của nhà ngươi thế nào rồi. Anh ơi, đã đành là trong này viết hoa, nhưng mà không cần phải đọc. Đất nước ta đang yên bình thịnh trị thì Quang Thắng viết hoa nhưng không đọc. Văn hóa quá lùn.
đến cướp ái phi của ta là Vân Dung. Nếu ai nhìn thấy Vân Dung ở đâu, báo ngay cho trạm kiểm dịch nơi gần nhất. Ngoài ra, Quang Thắng còn phạm những tội sau đây. Thứ nhất, giả làm bầu xô lừa đảo hiệp gà. Thứ hai, kích đều trưởng phòng khiến cho Quốc Khánh bị đuổi việc. Trong những ngày đầu xuân năm 2004, còn cả gan dám dọa nạt Nam Tào Bắc Đẩu, nếu xuống sẽ bắn dập bắn liên tục. Vậy Tần Vương giao cho ta là tướng quân Xuân Bắc bắt Quang Thắng và Vân Dung về trị tội. Nói thì dễ nhưng bắt ta thì hơi khó đấy. Ôi Xuân Bắc chàng ơi, huyết kiếm thiên công, chàng ơi, chàng quả là đẹp trai danh bất hư truyền. Này. Chàng ơi chàng cứu thiếp với. Thiếp bị cái thằng mũi chả liên quan đến mặt này bắt cóc chàng à. Chàng ơi chàng hãy cứu thiếp. Chàng đưa thiếp đi đến đâu chỉ có một mình chàng với thiếp, cùng với cỏ cây hoa lá chim muông chàng nhớ. Vân Dung nàng hỡi, dạ, nàng quả là trang tuyệt thế giai nhân. Đúng như lời giang hồ đồn đại, Vân Dung, dạ, đã có cơ sở nào ký hợp đồng với nàng chưa? Ký hợp đồng gì hả chàng? Nấu cao. Thế nào, tưởng nó khen thật đấy à? Nàng lật lọng như trở bàn tay, đứa nào vừa đòi A Còng lại sang ngay Xuân Bắc. Thì ta đòi A Còng. Người đâu? Dạ. Giải chúng ta ra. Nhưng mà đã bắt đâu mà giải? Thì mày vào mà bắt. Dừng lại. Bước thêm bước nữa tao chém bay đầu. Anh ơi, thằng này nó nổi tiếng với cái môn kiếm vẹo mũi to, chỉ có anh mới địch được nó thôi. Nuôi quân 3 năm dùng một ngày, vậy mà nhà ngươi, lần này ta sẽ hạ bậc lương của ngươi từ 3,25 xuống 1,85 cho ngươi biết mặt. Thế nhưng mà vẫn nộp bảo hiểm y tế cho em nhé. Yên tâm. Quang Thắng, một là ngươi nộp kiếm chịu bại, hai là ngươi sẽ phải chết. Rút kiếm ra. Người vào đi. Thằng nào vào trước là bố. Cho người vào trước. Được. Hôm nay ta cho ngươi kiếm vẹo mũi to thành kiếm vẹo mũi tẹt. Hơi thường. Này, huyết kiếm thiên công, ta sẽ cho nhà ngươi thành tiết canh vịt. Được rồi.
nốt ra đây. Được. Chiêu đặc biệt của ta, cách không điểm huyệt. Cách không điểm huyệt là cái gì? Cao thủ thân trưởng. Đừng có cho bản ra. Được. Lần này ta sẽ bắn vào mũi của ngươi. Đây đây, tiếng này. Mời ông mang về ông nộp cho Tần Vương nhá. Chơi cái kiểu gì, chơi bẩn, chơi bắn súng cao su. Yes. Ôi trời ơi. Trong cái rủi có cái may. Ta cứ tưởng thế nào ta cũng bị chàng bắt, ngờ đâu lại lọt vào mắt xanh của chàng. Trời ơi, huyết kiếm thiên công, chàng không những giỏi đấu kiếm mà chàng còn giỏi bắn súng cao su. Huyết kiếm thiên công chàng ơi, bây giờ thiếp đã hoàn toàn thuộc về chàng. Chàng bên kia cơ mà. Ôi chàng ơi, thiếp đây mà. Trở đi, thiếp sẽ hoàn toàn thuộc về chàng. Chàng ngồi đây. Ôi trời ơi. Nhà ngươi thật là sắc nước hương trời, nhưng phạm một tội ghê gớm. Lăng loạn, thấy dai là mắt sáng lên. Nay ta phạt ngươi chết không toàn thây. Mặc dù ta hơi tiếc. Người đâu? Dung đầu chạm, chờ lấy. Chàng ơi, cái này để làm gì? Chém những cái gì cần chém. À? Người đâu? À? Thủ đâu? Ta đã ra lệnh chém một mỹ nhân, nhưng tội nàng phải chết, phải giữ yên phép nước. Dù sau này lịch sử có phán xét thế nào, tao cũng cam lòng. Vân Dung, ngươi là người hay là ma? Ta là người. Huyết kiếm thiên công Xuân Bắc. Có ta. Nhà ngươi tưởng giết ta dễ lắm hả? Còn con dao nào sắc hơn hãy mang ra đây. Thật là ghê gớm. Ta không nghĩ người nó lại dài đến thế. Em cũng bị bất ngờ. Quả thật, nội công của Vân Dung quá ư thầm hậu, đúng như lời giang hồ đồn đại.
Sau đó em nghĩ ra một kế. Kế gì? Hả? Vân Dung gầy là như vậy, nhưng ham công tiếc việc và rất thích kiếm tiền. Em đã dí cho các bầu xô mời Vân Dung một ngày chạy 14 xô. Vân Dung mải mê chạy xô, chạy đến xô thứ 13 tại Quảng Ninh thì lăn quay ra mà chết. Thôi, nín đi đại ca. Vân Dung đã cắm sừng vào đầu anh, bỏ đi theo thắng vẹo. Anh còn xót thương cái nỗi gì? Nhưng dù sao ta và Vân Dung cũng đã từng có thời gian hương lửa mặn nồng, đầu gối tay ấp. Giờ đây phải hạ lệnh giết nàng ta cũng đau lắm. Nhưng cái tội lăng loàn dám cắm sừng vào đầu ta thì ta phải giết mới hết nhục. Ta đường đường là một tần vương hét ra lửa, thế mà gặp Vân Dung lại mất điện mới đau. Giờ đây nàng chết rồi, ta biết sống sao đây. Em hạ thủ Vân Dung cũng là do lệnh của anh. Có lẽ thế thôi nhỉ, ngươi về đi. Cái gì? Về đơn thuần thế thôi? Thế còn tiền thưởng của tôi? Này, ông định bùng à? Thằng này không bỏ qua dễ dàng như thế đâu nhá. Ở đây có rất nhiều đàn em của tao, tao thách mày làm gì được tao đấy? Không phải thách nhà giàu húp tương. Đồ ăn cháo đã bát. Đấy, kiếm đấy. Có giỏi thì nhặt lên mà chém ta đi. Chẳng nhẽ lũ đàn em của ta để ngươi toàn thây bước ra khỏi đây à? Nên nhớ, ta là Tần Vương, còn ngươi chỉ là một diễn viên hài. Có được ba cái giải gala mà đã tính vi. Rồi, lượn đi cho nước nó trong. Tưởng cái mặt ghét thế. Được, ta sẽ về gọi thêm Long Trèo cho ngươi biết tay. Nhớ mặt thằng này đấy. Phải triệt hạ Xuân Bắc, Tần Vương rất đau lòng, nhưng chỉ có cách ấy mới dẹp hẳn nạn dịch hài kịch đang hoành hành khắp nơi, bởi chính Xuân Bắc cũng là một danh hài đánh đông dẹp Bắc. Lại nói, sau khi Vân Dung, Quang Thắng và Xuân Bắc bị Tần Vương triệt hạ, nước Tần đã đỡ hẳn cảnh người người, nhà nhà bỏ việc để đi xem hài, khiến đời sống thần dân ngày một khấm khá, cấm thế ai phải cười suốt một thời gian dài. Và nơi Xuân Bắc bị trăm ngàn mũi tên bắn đã trở thành một địa danh nổi tiếng, bây giờ thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh và hoạt cảnh mà quý vị và các bạn vừa theo dõi chính là lời chào đầu tiên của chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Một lời chào với những tình cảm trân trọng, yêu thương và cũng là lời cảm ơn chân thành của các nghệ sĩ và những người làm chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần gửi tới quý vị và các bạn. Một lần nữa, xin nồng nhiệt chào mừng quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các nghệ sĩ tham gia chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Anh Khánh ơi! Ai gọi đấy? Ui giời ơi! Ê, Thắng hả? Ui giời ơi, lâu lắm rồi, sao lại mò được vào tới đây? Em phải hỏi thăm mãi mới đến được nhà anh đấy. Thế hả? Dễ đến 10 năm anh em mình mới gặp nhau. Thế sao dạo này trông lại kém thế? Chẳng giấu gì anh hả? Em nói thật nhá, sau cái ngày mình làm việc với nhau, bây giờ em lấy thêm 2 bà nữa rồi. Úi giời ơi. Không nghĩa là 3 rồi. Thế con cái thế nào? Con cái khoảng 10 mấy đứa, không nhớ khỏe. Úi giời ơi, thế thì chết rồi. Thế còn anh? Anh thì chưa? Bình thường, chưa lấy vợ. Chưa lấy vợ à? Thảo nào trông người bí lắm.
anh ơi, thế sao bảo anh bán phở cơ mà? Ừ thì nhà đấy, nhưng bán phở phía đâu ấy kìa. Bán phở đầu kia? Ừ. Thế bán phở lụp sụp thế thì ai đến ăn? Ôi trời, cần gì một ngày có một người khách là đủ. Thế à? Cứ chặt cho nó đẹp rồi đủ tiền ăn cả ngày. Thế à? Này, thế thì nhiều con nên là vi phạm đạo đức công dân đấy nhá. Ôi, anh lại dạy em về vấn đề đạo đức rồi. À. Anh có nhớ ngày xưa khi làm việc không? Anh cứ suốt ngày lên lớp em là đạo đức nọ đạo đức kia. Cuối cùng khi em mở cửa buồng anh ra, em lại thấy anh đang ôm Vân Dung cả. Lại đá. Em đá nhưng mà anh nói thật. Tôi một miếng thì ông mười miếng thì cứ to mồm. Thôi. Ê, có chuyện thì xí xóa đi. Anh Khánh ơi. Khánh ơi. Ôi trời. Khánh. Ôi trời. Ôi. Hello. Bác hả? Ơi, vẫn đẹp như xưa. Em ơi, dạo này em khỏe không? Khỏe. Ừ thế à? Em đi mới thắng hay là em đi riêng ấy? Khổ em đi mới thắng, nhưng thắng vào không nói gì à? À thế à? Em vào trước. Dạo này em có gặp sếp Bằng không? Ừ, lâu lắm rồi. Thế à? 10 năm rồi không gặp sếp, nhưng mà nghe đâu bảo là sếp dạo này già lắm mà xấu lắm rồi. Thế à? Xuống mã lắm rồi. Thế không quan tâm gì đến sếp Bằng nữa à? Ôi giời, vớ vẩn liều tiều. Yêu cũ thì phải quan tâm với nhau tí. Quan tâm một tí. Yêu cũ thì ai đùa ấy. Ông bác ơi, ông làm ơn cho tôi hỏi thăm nhà ông Khánh dâu. Khánh ơi ạ. Ông là Khánh dâu đấy ạ. À, xin chào. Ôi trời ơi. Sếp. Chúng em chào sếp ạ. Thôi. Bây giờ sếp xó rồi. Dạ. Đừng chào tôi là sếp nữa. Dạ sếp ơi, sao dạo này trông sếp yếu quá. Yếu lắm. Làm sao hôm nay mà lại hữu duyên thiên lý ngộ. Dạ. Mà lại có cả chú Thắng ở đây nữa. Dạ vâng. Chú Thắng hồi này làm gì? Dạ báo cáo sếp ạ. Em vẫn đi làm công việc bình thường ạ. Dạ, dạ em lấy thêm 2 vợ nữa thôi ạ. À, thế à? Dạ. Thế còn chú? Dạ em dạ bán phở. Dạ lấy vợ chưa? Dạ em chưa ạ. Dạ sếp ơi. Thế cô nào sếp, đây? Sếp có nhận ra ai không ạ? Hồi này mắt kém lắm. Ôi thế ạ? À? Không nhìn rõ. Dạ Vân Dung người yêu của chúng mình đấy. À chết. Dạ của sếp ạ. Dạ. Sếp ơi. Vân Dung à? Dạ. Em đây mà. Vân Dung. Vân Dung đây mà. Vân Dung à. Sếp à. Sếp dù có xấu, có xuống mã, tóc có bạc đến đâu, có rụng đến đâu như chăng nữa, em vẫn yêu sếp mà. Thôi mà. Hả? Bây giờ yêu sếp cũng chịu rồi. Không còn gì nữa, yếu lắm rồi. Thôi, thế này nhá. Chú Khánh, chú Thắng à, dạ. Em Dung à. Cái hồi còn đương chức đương thời, tôi không nghĩ đến cái tình cảm thiêng liêng nhất là đồng nghiệp, đồng tuế. Đồng sản. Bây giờ thì mới nghĩ ra. Không phải anh chú. Vâng. Bây giờ mới nghĩ ra. Hồi ấy anh em mình cứ vì cấp bậc, vì ngôi thứ mà mâu thuẫn, tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Bây giờ có tuổi rồi, về rồi tôi mới thấy thấm thía. Đêm không ngủ được. Đấy. Các chú ạ, thôi thì cứ vì tương lai một cuộc sống tươi đẹp, hãy bỏ qua những lỗi lầm quá khứ. Dạ. Nhá. Dạ. Bỏ qua đi. Bỏ dạ. Qua. Ừ. Dạ. Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Ừ. Dạ thôi, dạ mời sếp ạ. Em chưa đãi sếp ạ. Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Tôi không đẻ ra nó. Nó cũng chẳng yêu thương tôi. Vậy sao mọi người lại cứ khuyên tôi phải yêu thương nó như con đẻ? Con Bạch Tuyết ngày nay là hơi bị tinh vi, tinh tướng đấy. Chính vì vậy tôi sẽ quyết định đầy con này đi xuất khẩu lao động, để cho đời vùi dập nó, cho nó biết thế nào là lễ độ. Hai bên tinh tinh, ba đang bơi trong bể nước, ngồi lên lộn xuống, cá vàng vẫy tung tăng.
trời, Tuyết ơi. Già rồi, đừng có nhăn nhúm trâu già ra vẻ ngé thế nữa nhá. Nghe mẫu hậu bảo đây này. Hậu dạy gì con ạ? À? Hậu đã chuẩn bị cho con đầy đủ hồ sơ để đi... đi đâu? Xuất khẩu kèm du học rồi. Con được đi du học à? Chuẩn bị giấy tờ hồ sơ đầy đủ cộng vé máy bay rồi đấy. Dạ, dạ. Chiều nay sẽ có người di lý ra sân bay. Chiều nay sẽ có người áp tải ra sân bay. Thôi thì con đi nhá. Này này này, hậu dặn này. Dạ. Con ơi, con sang bên đấy nhá. Con nhớ làm việc chăm chỉ. Dạ vâng ạ. Bỏ ngay cái tính đỏng đảnh đanh đá đi. Dạ. Rồi thỉnh thoảng email về cho mẫu hậu. Rồi con sẽ email về cho mẫu mà hậu. Mà cứ bắn nhắn rồi đánh vỡ bát vỡ đĩa rồi nó đánh cho hộc máu mồm máu mũi ra đấy con ạ. Ôi thì chết chưa? Sao lại đánh hộc máu mồm? Thôi đi 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 nhanh lên không kịp đi đi. Hậu hả? Con này... Hậu ơi. Ôi dồi ôi, con này nó gọi mình gì như quân thủ quân hẳn ấy nhỉ. Hậu lại đây. Hả? Tránh nhà nó ra mặt chuột nhá. Ôi kìa con. Hậu ơi, bảo hậu cho con đi du học. Hóa ra hậu lại đẩy con sang đấy để rửa bát đĩa thuê với cả làm ô xin chứ gì. Này con nói cho hậu nghe nhá. Hậu là mụ hủ quỷ tai quái độc ác. Này. Mụ gì ghê tai quái độc ác. Này. Ghen tị và sắc đẹp à. Ôi dồi ôi. Giờ gương thần ra hỏi xem đứa nào đẹp hơn đứa nào nhá. Ôi dồi ôi. Con này nó chuyển giọng nhanh thế. Bỗng dưng nó lại cưng cưng cáo cáo lên như thế. Con Bạch Tuyết kia mày giống ai mà mày đanh đá thế hả con? Con này mà nó mà là con đẻ của mình bóp cho nó lòi một số đoạn ruột cơ bản nhá. Láo thế chứ. Nó lại bảo nó ganh tị với sắc đẹp của nó. Mình đau khổ. Nó lại bảo mình không đẹp à. Được rồi, đã thế thì gương kia ngự ở đâu nhỉ? Gương kia ngự ở trong này đây. Nước ta ai được mặt dày như ta, nước ta ai đẹp được giường như ta, trả lời đi. Muôn câu bà là người đẹp nhất thế gian. Thấy chưa? Thế giới mồi nhợ thế giới. Đây rồi. Chào bà chị. Ui giời này. Ui giời hay quá rồi. Anh em mình có đôi. Đây cũng có một đôi đây rồi. Hai chị ấy. Em bảo chị Hằng ơi đi nhậu ấy. Lý ơi, Lý ơi. Sao suốt ngày không làm lụng gì mà cứ rượu chè be bét say xỉn thế này à? Lớn và tuổi lại vắng à? Và không đi thôi vào đây này. Cầm cái quả đi vào đây. Lượn vơi đi. Đi làm đi. Uống rượu uống chè mãi. Cao giọng. Xin chào cả sân vận động Hoa Đông ấy. Đông như Mỹ Đình ấy nhỉ? Vui quá. Ngày xưa không biết Lưu Linh là thầy. Ngày xưa không biết Lưu Linh là thằng nào. Giờ thì tôi đã biết Lưu Linh là thầy. Biết thế này, uống rượu từ ngày xưa đến bây giờ chưa muộn người ơi. Từ nay tôi sẽ lê la nhiều hơn để được hát mãi ca dao rượu và bia. Tôi thấy rằng trên cõi đời người nào không có hơi men là hèn. Anh em quán làm kia thì đấy, quán này đông hơn này. Vào quán này đông này. Này này này. Quán này quán này. Quán này quán này. Mà xem cái bơm nước của chị cái Romine lại hỏng rồi. Ôi gọi trời ơi, bà rồi. Gọi thợ ấy mà sửa. Chán chán quá nhờ. Vào quán này đông đúc như bia hơi thế này mà. Hello madam. Xin mời madam sang phòng bên mua hàng. Hello mami. My name is Vien.
Dạ, nhà em không ăn bánh mì ạ. À? No, 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 no. My name is the Viên. Dạ, nhà em không ăn mắm tôm mắm viên ạ. Mami. Úi giời ơi, con viên nhà này, trông mày cứ như là Tây ấy. Ơ thì đi nước ngoài về một năm mà tay không bắt gió à? Vàng bạc châu chấu đâu? Má mì, quá triệt theo lời má mì. Tất cả vàng bạc châu chấu con cho hết vào đây. Úi giời ơi, mấy trăm ngàn đô của mợ đây, lãi to rồi, tốt rồi, tốt rồi. Má mì, má mì. Hả? Sao nhà cửa im ắng thế này? Má mì cho con một ít mù dịch. Sục dịch. Mù dịch. Sục dịch. Đấy, mới đi Tây một năm mà đã quen ăn đồ Tây. Để mợ ra chợ mua xúc xích răm bông ba tê khó tất. Oh no! Không lâu rất chóng. No! Ủa, cái gì đây? Mommy, no, tức là không. Music tức là âm nhạc, âm nhạc, âm nhạc. Mất điện, mất điện, mất điện. Mà giờ này điện lên giá cứ vèo vèo ấy. Không cẩn thận thì răng đi mồm ở lại đấy. Ôi giời ấy. Oh la la. Mommy, mommy cho con một a cup of trà. Úi giời ơi, định kiểm tra tinh thần quốc tế vũ của mợ chứ gì? Cha cha cha, calico cha cha cha. Ây, stop. Rất tốt. Cha cha cha, calico cha. Úi giời, tiêu rồi. Mợ ơi, mợ có đau không? Mợ có làm sao không? Không. Chẳng qua là mợ hơi bị mộng năng một tí thôi. Ôi là là. Mami, mộng năng là thế nào? Mộng năng là nặng mông. À. Rối ruột. Mami có biết không? Stop tức là dừng lại. Còn a cup of trà tức là cho con một cốc nước trà. Sốt ruột. Đang nhìn thì cua cup of trà. Đây, nó vừa đi Tây về mà mẹ nó chuyện với con cứ như người Lào nó chuyện với Angola ấy. Mày có nói tuyệt là trà đá tao nhờ. Mà cô tưởng có mình cô biết tiếng người nước ngoài đấy à? Mợ hơi bị siêu đấy. Nhìn thấy kìa. Chân tri chi troi chi troi. Bên đây hát ra phải lên tinh liền tốt lạch. Mami, mami, thế là như thế nào? Đơn giản. Chân tri chi troi chi troi. Tức là trần trị, trí nội, trí ngoại, loài giom. Bên này hát ra phải lên tinh liền tốt lạch. Tức là hát lào vẩy nến kinh niên thuốc hôi nách. Đấy. Cái gì đấy, cái gì đấy? Ôi giời ơi, lại ông trưởng thôn Văn Hiệp có chuyện gì rồi? Thôi vào ăn cơm, nhanh nhanh nhanh. Nhanh với mami, 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 mami. Nhanh với mami. Cái gì đấy? Lại nghiêm nữa. Nghe lệnh của chính quyền đây. Dạ. Cái hố thiêu hủy và chôn gia cầm của cậu hiện nay có vấn đề. Ôi, sao lại có vấn đề là thế nào? Em tưởng là chôn cất đàng hoàng. Hiện nay đã bắt đầu có hiện tượng bốc mùi. Ôi dồi, chết rồi, lại bốc mùi thì sao? Phải, cậu chốt cất như thế nào mà lại làm ẩu như thế hả? Dạ, báo cáo bác là em đã thuê một thằng to khỏe nhất cái làng này. Ai? Em thuê thằng Quang Tèo này. Quang Tèo? Dạ. Thế công xá thế nào? Em trả cho thằng Quang Tèo rất hậu hĩnh, trả cho nó hẳn một đôi vịt. Chết tôi rồi. Thôn mình là thôn đang có dịch. Tại sao lại giả nó bằng gà, bằng vịt? Dạ, nó cứ thèm tiết canh vịt. Tôi chết rồi. Cho nên em giả cho nó một đôi. Thế nó ăn thịt vịt chưa? Ôi dồi, em dặn nó rất cẩn thận là mang cách hố chôn 3 km mới được ăn. Trời ơi, thảo nào nghe đây. Dạ. Quang Tèo mọi khi mũi to như quả cà chua chín. Dạ. Hiện nay vào bệnh viện tỉnh cấp cứu thì mũi nó tái tím y như là gạo màu gà dù. Dạ. Nó nhiễm H5N1 rồi. Rồi, tất cả. Thôi. Dạ. Lên thôn, lập biên bản, xử phạt hành chính. Ôi dồi, lại phạt hành chính nữa. Em, à bác ơi, em ở này. Em có nộp cho bác bao nhiêu thì bác cũng lại nộp lên trên. Rồi trên lại nộp lên trên nữa đúng không? Thế thôi, thả em cứ nộp cho bác. Sao lại nộp cho tôi? Dạ thôi, gọi là có chút cây nhà lá vườn. Chỗ này là cây... Cái gì? Dạ, em biếu bác. Sao lại biếu tôi? Ôi bác cứ bình tĩnh, bác cầm. Đấy. Ôi. Bảo đảm là trứng sạch và an toàn. Vẫn là trứng vịt à? Dạ vâng. Ôi, em, vừa tròn. Em để đây cho nó ấm, cho nó nở. Vừa tròn vừa trắng chắc là trứng tốt lắm đấy. Ôi. Bác biết không? Sao? Rất sạch, em mang ra cầu ao em kỳ mãi rồi. Thế hả? Có tem bảo hiểm hẳn hoi. Tem gì? Em tem ra bưu điện văn hóa xã em mua tem dán. Nhưng mà cậu ơi, dạ. Thôn mình là trọng điểm về vấn đề dịch cúm. Cho nên là tất cả những cái này phải đem đi kiểm dịch đã. Thôi, bây giờ cái này phải đem lên trạm kiểm dịch. Còn riêng cậu, ưu tiên tôi phải cứu cậu trước cái đã. Sao lại bác cứu em thế nào ạ? Tôi phải sát trùng toàn bộ cơ thể cậu. Cái gì đấy? Đứng nguyên! Đứng nguyên! Ôi,
Giang Khôi đứng lại. Giang Khôi, không nên để lây lan chứ. Ông ơi, ông cứ đứng đây nhá. Để cháu vào trong ủy ban cháu xem là bây giờ 3 giờ rồi, không biết là người ta còn làm việc không. Ông nhá, ông nhớ ông đứng đây, ông không được đi đâu ông nhá. Không được đi đâu đâu ấy. Nhanh gì chứ. Dạ vâng ạ. Ông kia, bác Hải. Ôi bác Hải ơi. Ôi trời ơi, bác, cháu chào bác. Ơ thế bác đi đâu đấy? Bác cái Nga mày ở xóm trên phải. Ôi trời ơi, bác chả nhớ cháu gì cả. Cái Nga nó là con của bác Kha, mà bác Kha là cha của anh Tú là chú của cô Chi, mà cô Chi là gì? Anh Mạnh nhà cạnh, anh Nga, anh Ba chả liên quan gì đến cháu. Này, thế cháu tên là gì? Ôi trời ơi, dạ cháu là Mơ, con thím Mận, cháu của bà Chanh. Bác nhận ra cháu chưa? Rồi. Cháu của bà Chanh. Vâng. Này. Hôm nay là cháu đi lễ tạ. Bác đi đâu thế này? Tôi đi làm cái thủ tục để xin nhận cái tiền huân chương kháng chiến ấy. Nhưng mà có được không hả bác? Đi 5 cửa 7 nơi mà cũng chả đâu được cả. Thôi, thế thì cháu biết rồi. Thế mà bác không bảo cháu. Bác nói cháu một câu xong việc từ lâu rồi. Bây giờ bác đi theo cháu. Đi. Này. Dạ. Đi đâu không? Tôi đi mỏi cả chân rồi. Lên rừng xuống núi đủ cả rồi. Bác biết cháu đưa bác đi đâu không? Đi đâu? Đi gặp cò. Cò? Vâng. Bác gặp cò chưa? Ôi giời, tưởng gì cò gặp nhiều rồi. Đi các cửa cò, cửa nào cũng đến. Cò nào cũng trả lời là ông thiếu cái photo. Không phải là cò đấy. Đấy là đối tượng để cò giao tiếp. Mà bác biết không? Bây giờ trời sinh voi, trời sinh cỏ, trời sinh thủ tục hành chính, trời khắc sinh cò. Thôi bây giờ thế này, bác cứ đi theo cháu. Đi gặp cò, xong việc ngay. Vâng, đi bác. Nhất định là xong nhá. Vâng, xong ngay mà. Không phải cò đâu. Tôi không phải là cò đâu, cò ở trong kia. Ở trong kia hả? Vào trong kia gặp cô. Đi, đây bên bác, nhanh, đi. Dạ, xin chào ạ. Không phải cò đâu. Trông một già một trẻ chưa đến nơi biểu diễn mà gặp món này đen quá. Ôi thì chết rồi, có điện thoại. Chuẩn bị diễn mà có điện thoại. Bọn nó mời biểu diễn. Alo. Lâm Hoàng Tinh Túy đây. Sao ngày hôm ấy á? Không được đâu, ngày hôm ấy mình có 3 show rồi nhá. Trả thêm tí tiền thì mình bỏ mấy số kia mình làm cho. 20 triệu không được đâu. 21 triệu không được đâu. Thôi giá cuối cùng nha, 21 triệu 500 thế nhá. Rồi bye bye, hẹn ngày biểu diễn nha, mình đang bận nha. Rồi xong rồi. Chết rồi, đến đây biểu diễn thì tí định té luôn. Kính thưa quý vị, sau đây Lâm Hoàng Tinh Túy xin gửi tới quý vị ca khúc có tựa đề Hát Với Chú Với Con. Một tràng pháo tay. Các em múa dậy vỗ tay lên. I love you, tôi yêu các bạn, tôi yêu các bạn. I love you. I love you, quên tí nó chạy vào. Ôi trời, anh ơi ngoài này nó ném nhiều quá, có hát nữa không anh ơi? Cảm ơn, trời ơi, sao lại tặng gấu bông ở đây? Vậy tặng gấu bông ở đây, bảo tập trung ở góc cửa cửa khung đằng kia, còn mà chỗ này cần gì để tặng? Này, mấy cậu fan đằng kia chuẩn bị đón nó đằng kia nhá, tung hoa bắn pháo nhá. Mấy đứa múa này múa sai hết rồi, còn đứng ở đây, đi ra đi. Ôi giời ơi. Bây giờ tôi chết rồi. Tôi mãi nói mọi người quên không biết vào nhà chỗ nào. Xin lỗi quý vị khán giả, tôi quên lời. Có hát tiếp không? Hát tiếp thì vỗ tay. Tiếp rồi lại hát tiếp rồi. Đừng mang cho lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú về bé con, đời mang cho lời ca hát để yêu người, và người mang cho lời ca hát để yêu đời.
thiết tha đó em. Giọt sương rơi trong đất chiếc lá bỗng xanh, hoa chu ve nhỏ để ngày ngày ca hát. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em, hơi chu ve nhỏ ngày đêm hát ca. Thôi được rồi, các em mình múa xong rồi đi sang chỗ khác đi nhanh này. Ôi trời ơi, này, cầm cho anh cái ba lô nhá. À thôi chết rồi, quên chị Trang. Buổi tối, một buổi tối thật tuyệt vời. Xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả cho ca sĩ Lâm Hoàng, Tình Túy. Bye bye, see you again. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa gặp lại những nhân vật rất quen thuộc của Gặp Nhau Cuối Tuần, những nhân vật đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Và bây giờ một lần nữa chúng tôi xin mời các nghệ sĩ trở lại sân khấu. Thưa quý vị và các bạn, với hoạt cảnh chuyện của sếp, quý vị và các bạn đã vừa gặp lại phần biểu diễn của các nghệ sĩ Phạm Bằng, Quốc Khánh, Quang Thắng và Vân Dung. Còn nàng Bạch Tuyết xinh đẹp và kể cả hoàng hậu cũng rất xinh đẹp, đó chính là nghệ sĩ Minh Hằng và nghệ sĩ Kim Oanh. Những anh chàng say rượu đã từng làm cho khán giả rất thích thú, đó chính là nghệ sĩ Công Lý và nghệ sĩ Quốc Quân. Và chúng ta cũng không thể quên được câu chuyện Tây Du Học trong Gala Cười 2003. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Minh Vượng và nghệ sĩ Điền Viên. Thưa quý vị, và bây giờ là một bác trưởng thôn gầy gò nhưng đã được tất cả dân nhân dân yêu quý, nghệ sĩ Văn Hiệp và nghệ sĩ Giang Còi. Với chương trình tham gia của mình, các nghệ sĩ đã làm chúng ta hiểu hơn về những thủ tục hành chính hiện nay. Đó chính là phần diễn xuất của các nghệ sĩ Trần Hạnh, Công Lý và Thu Hương. Và một nghệ sĩ có thể nói là trông thật là trau chuốt trong buổi tối ngày hôm nay, nghệ sĩ Đức Hiệp trong hoạt cảnh Bầu và Sao. Và xin được giới thiệu Xuân Bắc, Tướng Quân. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tất cả chúng ta cùng đến đây để mừng cho Gặp Nhau Cuối Tuần đã đi một chặng đường không dài nhưng cũng không hề ngắn. Bởi trong công việc mang lại niềm vui cho mọi người, đó là một công việc không hề đơn giản. Nhưng Gặp Nhau Cuối Tuần đã đi, đã vượt qua những khó khăn, đã đến được với tình cảm của đông đảo khán giả. Bởi Gặp Nhau Cuối Tuần có một đội ngũ say mê công việc, may mắn đã có được sự nhiệt tình đến quên mình của các nghệ sĩ từ Bắc chí Nam. Và điều quan trọng nhất, may mắn nhất, đó là Gặp Nhau Cuối Tuần đã có được sự ủng hộ và quan tâm lớn lao của quý vị và các bạn. Những khán giả rất khó tính nhưng cũng rất độ lượng, chia sẻ và cảm thông. Chính những điều đó đã giúp cho Gặp Nhau Cuối Tuần đứng vững và phát triển. Kể từ số ra đầu tiên cách đây 4 năm, ngày 1 tháng 4 năm 2000, cho đến hôm nay, 4 năm đã trôi qua với biết bao buồn vui không thể nào kể hết. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng chào quý vị khán giả một lần nữa và xin mời quý vị khán giả cùng xem lại những hình ảnh tiêu biểu của Gặp Nhau Cuối Tuần trong 4 năm qua. Người mà chúng tôi mời đến với chương trình đối thoại với một người của Gặp Nhau Cuối Tuần ngày hôm nay, chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy rất thú vị khi nghe đến tên anh. Xin được mời nhà thơ Trần Đăng Khoa. Xin thưa với các quý vị là đứng trước cái này thôi, con này là phụ nữ, bạn là bạn tỉnh táo, bạn rất tỉnh táo, bạn còn biết là thật thà chân thật. Chứ cánh đàn ông chúng tôi trước các nhan sắc ấy là lú hết luôn. Chỉ nhìn thấy thế thôi chứ không nghe thấy gì cả. Thank you.
nhở? Chị pha ngon quá. Dạ, cụ thể là của em nhiều lúc nó bị của em nhiều lúc nó bị quằn tà là bằng. Giám đốc phải thông báo tuần này là không có thông báo gì. Thế nên anh em cứ nghỉ, khi nào giám đốc có thông báo gì thì anh em sẽ triển khai cái thông báo ấy như thế nào. Thế tóm lại là cực kỳ vớ vẩn. Không có bằng thì bấm vào đâu hả? Bấm vào cái lỗ tai à? Ông không phải thách đố nhá, không cần phải thách thức nhá. Riêng ông nhá, tôi đặt biển 30 km/h, sau đó giật lên 100 km/h, sau đó giật lại 20 km/h, mỗi biển cách nhau 2 mét, tôi đố ông đi được. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe một vài lời tâm sự của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Trước hết có lẽ là chúng cháu xin được hỏi chú Văn Hiệp, một nghệ sĩ mà có thể nói rằng ngay từ những số đầu tiên của Gặp Nhau Cuối Tuần chú đã tham gia. Xin được hỏi chú là với Gặp Nhau Cuối Tuần chú muốn nói điều gì? Dạ vâng, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả. Trước kia người ta cứ gọi tôi là ông đơn giản gọn nhẹ, ông đông kỳ ra thành phố, ông xét một cách toàn diện. Thế nhưng từ khi tham gia chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, hình như tôi đã được hưởng sự thơm lây của chương trình này. Bởi vì chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần đã chiếm được đa số tình cảm và sự đồng cảm của đồng bào toàn quốc. Đi đâu, người ta cũng gọi tôi là ông trưởng thôn Đỗ Văn Hiệp. Chúng tôi rất muốn làm cho chương trình hay hơn, phục vụ đồng bào được tốt hơn. Nhưng nếu bây giờ chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần bỗng dưng dừng lại thì buồn quá. Có lẽ trưởng thôn Đỗ Văn Hiệp sẽ không bao giờ còn nữa. Còn với chị Minh Vượng, xin được hỏi chị, khi tham gia chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, chị cho rằng Gặp Nhau Cuối Tuần liệu có một ý nghĩa nào đó với các nghệ sĩ, những người như là các anh chị tham gia trong chương trình không ạ? Trước tiên phải nói là cho Vượng thay mặt anh chị em nghệ sĩ cảm ơn chuyên mục Gặp Nhau Cuối Tuần đã tạo một sân chơi thú vị để toàn thể anh chị em nghệ sĩ chúng tôi đã được phát huy hết khả năng của mình để phục vụ công chúng. Thông qua cái tiếng cười phê phán và châm biếm thì chuyên mục Gặp Nhau Cuối Tuần đã một phần nào giúp trong cuộc sống chúng ta sống với nhau, yêu thương nhau hơn, nhân từ với nhau hơn. Và cũng rất cảm ơn quý vị khán giả đã đóng góp chúng tôi những ý kiến chân tình để có tiết mục hay hơn, hoàn thiện hơn. Và nếu có điều gì mà trong quá trình làm chúng tôi vẫn chưa đạt hết được thì mong khán giả lượng thứ và yêu thương chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn. Còn bây giờ với anh Quốc Khánh, anh nghĩ thế nào về Gặp Nhau Cuối Tuần, riêng cá nhân anh? Tôi cũng là một người tham gia khá nhiều chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Và theo tôi nghĩ, một tác phẩm hay nếu tìm cũng có cái dở. Và một tác phẩm rất dở nếu tìm cũng có cái hay. Và tôi vẫn muốn chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần tiếp tục. Tất nhiên bản thân tôi thì tôi cũng luôn cố gắng tự hoàn thiện mình khi tham gia những tiết mục nếu như Gặp Nhau Cuối Tuần vẫn còn tiếp tục. Tôi xin hết. Thưa quý vị, chúng ta đã thấy chú Văn Hiệp, một trong những nghệ sĩ đầu tiên tham gia kể từ số đầu của Gặp Nhau Cuối Tuần, rồi đến chị Minh Vượng cũng là những nghệ sĩ tham gia trong những số đầu tiên, rồi đến anh Quốc Khánh, và rồi sau đó là những thế hệ tiếp sau mà anh Xuân Bắc ngày hôm nay cũng đến đây như là một đại diện. Xuân Bắc có nghĩ rằng chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần đã làm cho hình ảnh của Xuân Bắc đã thay đổi đi rất nhiều trong con mắt của khán giả không? Và cái sự thay đổi đó làm cho Xuân Bắc thích hay là không thích? Chương trình đã làm cho Xuân Bắc thay đổi cũng rất nhiều. Đó là Xuân Bắc được đến gần với quý vị khán giả hơn. Và điều quan trọng hơn cả, đó là chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần đã góp cho Xuân Bắc và tất cả những bạn trẻ lớn lên rất nhiều.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã vừa nghe những lời tâm sự của các nghệ sĩ đại diện cho tất cả những nghệ sĩ tham gia chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần từ trước cho đến nay. Và có thể nói rằng chúng tôi rất cảm động trước những tình cảm mà các nghệ sĩ, các quý vị dành cho chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Xin cảm ơn các nghệ sĩ và chúng tôi chắc chắn rằng rất mong được sự cộng tác các nghệ sĩ càng ngày càng nhiều hơn để chương trình của chúng ta càng ngày càng hay hơn. Xin cảm ơn các nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn, và trong chương trình đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, nếu như không mời quý vị và các bạn cùng gặp lại một nhân vật có thể nói rằng đã trở nên rất quen thuộc với khán giả trong những số đầu tiên của Gặp Nhau Cuối Tuần thì quả là một thiếu sót. Cho nên ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy thử cùng xem nhân vật đó là ai. Xin mời quý vị và các bạn. Nổ bánh ơi! Dạ, đi đâu thế ạ? À? Bệnh viện tâm thần. À xin lỗi, nhà hậu sinh vô quyền. Khẩn trương lên! Cho báo túi. Khẩn trương tôi đã. Nổ máy nhanh lên. Rất nhiều những khán giả có mặt ở đây và những khán giả theo dõi truyền hình đều biết hoặc là cũng có những người không biết, nhưng mà chúng ta không thể không giới thiệu, đây chính là nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, người đã đảm nhận vai bác sĩ Hoa Súng trong rất nhiều chương trình của Gặp Nhau Cuối Tuần. Và ngày hôm nay, nhân dịp này chúng tôi cũng muốn được nghe một vài lời tâm sự của anh. Trước hết xin được hỏi anh là trong cái thời gian mà tham gia chương trình đó với một cái vai trò bác sĩ như vậy, anh có kỷ niệm nào đáng nhớ? Lần đầu tiên khoác bộ quần áo Hoa Súng và đến bệnh viện Ngô Quyền để quay như các bạn đã thấy đấy. Lúc đó thì máy quay phim giấu ở trong xe đuổi theo tôi, nhưng mà tôi chạy nhanh quá, tôi chạy thẳng thì máy quay phim lại rẽ. Thế tôi chạy được 50 mét để quay lại thấy hai đồng chí cảnh sát đuổi theo sau. Bây giờ chúng ta đã quen với hình ảnh bác sĩ Hoa Súng là cầm cái điếu cày và cầm cái tiêm chạy đường phố, cái mũ để quay hình trái tim. Nhưng mà tôi càng chạy nhanh các đồng chí công an lại càng đuổi hăng hơn, mà cuối cùng lại trói giật hai cánh khỉu lại và trốn ở trại nào ra thế. Tôi thật thà tôi báo cáo các anh em là bác sĩ Hoa Súng. Thì lúc ấy làm gì có ai biết bác sĩ Hoa Súng là gì. Họ lại càng nghĩ tôi là ở châu Quỳ về. Thế nên nó bảo là khai thật đi không thì vào đồn. Thế tôi nghĩ vào đồn thì cũng hơi khổ. Thế bảo thưa các anh đưa cho em về chạy gà. Cuối cùng thì các đoàn phim biến đón tôi. Thế đấy là một cái kỷ niệm rất là sâu sắc với tôi. Và bây giờ rất may là với bộ quần áo Hoa Súng thì tôi có đi trái đường, các đồng chí công an bảo đi cho nhanh lên. Và anh đang được khán giả yêu thích như vậy và anh cũng đang khám bệnh rất tốt như vậy. Vậy thì lý do nào để mà anh lại quyết định giã từ chiếc áo blue trắng và chiếc kim tiêm to tướng như vậy ạ? Tại chị Minh Vượng ạ. Sao lại tại chị Minh Vượng? Vâng ạ, đúng là tại chị Minh Vượng đấy ạ. Tôi chưa bao giờ biết điều này. Thế tôi xin phép được giải thích ạ. Cách đây cũng khá lâu rồi, chị Minh Vượng có tặng tôi một cái tấm ảnh hồi chị 4 tuổi đi mẫu giáo. Trông xinh xắn và bụ bẫm lắm. Tôi phải nói 4 tuổi bởi vì các bạn, để các bạn là hiểu cho cái tôi, tấm lòng của tôi với chị Minh Vượng là tình bạn trong sáng dưới mái trường. Vâng, và chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần của chúng ta hôm nay cũng 4 tuổi. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta có tách vàng thì chị Minh Vượng cũng không dám mặc bỉm để bước lên sân khấu ngày hôm nay. Có đúng không ạ? Tôi nói thế để chứng minh một điều là bất cứ một bộ trang phục dù có đẹp đến mấy, chúng ta cũng chỉ có thể mặc trong một giai đoạn mà thôi. Và thời gian trôi đi là có thật. Cuộc vui đào rồi cũng đến lúc phải dừng lại. Nhưng điều quan trọng không phải ở chỗ Gặp Nhau Cuối Tuần có tiếp tục hay không, mà tất cả các bạn và những người làm chương trình đã gặp nhau trong một câu hát, một câu khẩu hiệu đẹp như ánh sáng, đó là hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống. Xin cảm ơn các bạn. Vậy thì khi mà anh quyết định giã từ cái công việc bác sĩ rất thú vị của mình thì anh có truyền lại nghề cho ai không? Chẳng nhẽ anh lại giữ bí mật nghề nghiệp như vậy ạ? Tất nhiên là tôi có truyền lại nghề, và sau đây không lâu các bạn sẽ được gặp hậu duệ của tôi có tên là Hoa Chuối. Nhưng mà trước khi Hoa Chuối xuất hiện, các bạn cho phép tôi được nhường lại bó hoa này cho Thảo Vân, bởi vì hoa đẹp đến không sao cầm nước mắt, nhưng anh chỉ cần một trái tim thôi. Xin trân trọng tặng Thảo Vân, người 4 năm nay chịu trận vĩ đại tất cả những hờn, vui, buồn giận của khán giả. Và chị luôn luôn giữ một nụ cười đẹp như bánh đa. Chúc Thảo Vân và quý vị khán giả bây giờ gửi ngơi thật vui tươi.
Và bây giờ xin giới thiệu với quý vị, đây chính là hậu duệ của bác sĩ Hoa Súng. Tất cả khán giả đều đang chờ đợi anh. Anh có lời giới thiệu nào với khán giả của chúng ta không ạ? Tôi xin giới thiệu, tôi là hậu duệ đời thứ hai của bác sĩ Hoa Súng. Tên tôi là bác sĩ Hoa Chuối. Theo như lời đề nghị của bác sĩ Hoa Súng ngày hôm nay, đó là sẽ mời một đệ tử của mình là bác sĩ Hoa Chuối sẽ đến với chương trình. Và mọi khi thì sẽ khám bệnh cho khán giả, nhưng ngày hôm nay thì các bác sĩ quyết định là sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho các nghệ sĩ, những người đã tham gia chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần trong suốt 4 năm qua, để xem là sau 4 năm thì các nghệ sĩ có gặp vấn đề gì về sức khỏe không. Có lẽ bây giờ chúng tôi xin mời tất cả các nghệ sĩ cùng ra để kiểm tra sức khỏe ạ. Nào các anh chị mạnh dạn lên. Thôi có khi là xin mời chị Minh Hằng đi, bởi vì dù sao chị cũng là phụ nữ mà trông lại đang rất là phù hợp. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 155cm, cân nặng 50kg. Quý khách có thân hình nhìn chung là cân đối, tuy nhiên chân có quá nhiều lông. Ra đường chú ý đi tất ra chân. Xin mời các bác sĩ Hoa Súng để nhận ra có lông miễn phí. Thôi thôi, để cho anh công lý trước đi anh bác ạ. Để anh công lý trước đi. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Cao 167cm, cân nặng 48kg. Quý khách vừa sơi xong bữa tối cách đây 10 phút, nhưng triệu chứng đã phát cả ra bên ngoài. Đề nghị chạy ngay ra cửa bên phải, rẽ vào phòng thứ hai bên trái. Nhanh lên, ngay ra phòng thịt. Ra đi, thôi đi đi. Đi đi. Cân chính xác kinh khủng. Thôi chị Vượng đi, chị Vượng đi. Chị Vượng đi. Cân đúng hay sai, cân tôi ra ngay. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Để đảm bảo tính chính xác và không bị hỏng cân, nghiêm cấm quý khách rủ thêm người trèo lên cân. Thôi, cứ cho hiệp gà đi để thử xem là thử xem thế nào có chính xác không. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 175cm, cân nặng 50kg, thân hình hơi gầy một chút. Ôi giời ơi, miệng hôi quá. Tôi ở quý khách phải đánh răng thường xuyên để tránh gây ô nhiễm môi trường. Xuân Bắc vẫn còn dám à? Xuân Bắc vẫn còn dám à? Xem tiêu chuẩn thế này. À, tiêu chuẩn đấy gì? Đấy, tướng quân nó khác hẳn. Tướng quân à? Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 168cm, cân nặng 57kg. Quý khách có bắp tay rất to nhưng hai chân lại quá cong, chứng tỏ các bộ phận trên cơ thể bất hợp tác. Quý khách mắc chứng rối loạn tiểu tiện cả ngày lẫn đêm, nên khi ngủ hay tè dầm ra giường. Dạ dạ. Thôi đây bác, bác để chị sẽ xin cho em mấy cái bỉm Bobby đóng cực tốt luôn. Ai can đảm tiếp theo nào? Thắng à? Không không không, Thắng từ từ, tôi thấy Vân Dung có vẻ thích lắm rồi. Dung vẫn nhiều. Dung vẫn nhiều thế cả. Cân được mà em không cân được. Thế giả vờ. Trừ quốc nhé. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 162cm, cân nặng 40kg. Quý khách có thân hình siêu phẳng, rất cao như một. Quý khách rất phù hợp với một câu châm ngôn: không phải người đàn bà nào cũng đẹp, và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà. Trời ơi, cân xin mất. Kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 169cm, cân nặng 58kg. Quý khách có một cái mũi vừa vẹo vừa to, đã thế lại chẳng liên quan đến mặt, cho nên thần kinh không được ổn định. Nếu đi ngủ thường cười một mình, ra đường nhớ bịt khẩu trang kẻo làm mọi người hoảng sợ. Trời ơi à! Thôi, không, không, không. Cân nó đúng chỉ có anh như là người ấy thôi. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 173cm,
cân nặng 58kg. Quý khách thuộc loại kém tắm, người vận động nên các bộ phận trên cơ thể phát triển không đều. Mông trái nặng hơn mông phải 500g. Đề nghị khi ngủ nằm nghiêng về bên trái để mông phải có cơ hội phát triển hơn. Không không không. Xuân Bắc, Xuân Bắc nói như thế không chính xác đâu. Quý vị thấy là cân này có chính xác không ạ? Đấy, ai cũng công nhận là chính xác. Thật sự là xin cảm ơn bác sĩ Hoa Chuối. Các nghệ sĩ trong kia. Xin cảm ơn bác sĩ Hoa Chuối đã mang đến chúng tôi một cái cân thật là huyền diệu. Thưa quý vị các bạn, như vậy đấy ạ. Có rất nhiều những niềm vui mà Gặp Nhau Cuối Tuần đã được chia sẻ với quý vị các bạn trong suốt 4 năm qua. Tất nhiên bên cạnh đó không phải là không có những nỗi buồn. Đã có rất nhiều lần những người làm chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần chúng tôi cảm thấy dường như không chịu nổi sức ép từ rất nhiều phía. Và nhiều khi cảm thấy rằng mình không còn sức lực để tiếp tục chương trình nữa. Rất nhiều lần Gặp Nhau cùng Cuối Tuần muốn nói lời chia tay với quý vị và các bạn. Mặc dù còn nhiều luyến tiếc và còn nhiều tiếc nuối. Và chúng tôi cũng tự hỏi rằng nếu như bây giờ Gặp Nhau Cuối Tuần mà kết thúc, nếu như bây giờ phải nói lời chia xa, chắc là cũng có nhiều tâm sự. Có lẽ bây giờ quý vị hãy cùng chúng ta thử hình dung xem các nghệ sĩ chúng ta sẽ làm gì nếu như Gặp Nhau Cuối Tuần kết thúc. Gặp Nhau Cuối Tuần mà không làm nữa thì bản thân tôi không có việc. Tôi phải đi bán bông máy tai rồi là đót giày. Mà hàng thì rất là ế. Nhưng một ngày thì lãi trung bình khoảng độ 5.000 đến 6.000 một ngày. Tôi không lấy gì để nuôi vợ, nuôi con. Chính vì vậy là không có Gặp Nhau Cuối Tuần chúng tôi chả biết làm cái gì. Bây giờ mình cũng chẳng biết làm gì, đành về nhà nhổ mạ cho vợ đi cấy. Còn nghe đâu anh bạn giang còi của tôi vừa rồi có cái dịch cúm gia cầm, vịt cũng bị tiêu hủy hết. Bây giờ cũng không biết anh siêu bạt ở phương nào. Tôi buồn lắm. Buồn lắm. Giang còi ơi, cậu ở đâu?
xa dần đã xa rồi đó. Và giây phút tạm biệt với bạn hiền, kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau, bao gian khó cuộc đời vượt qua. Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó, và giây phút tạm biệt với bạn hiền, kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau, ta mong ước một ngày lại gặp nhau. Thưa quý vị, nếu như bây giờ phải nói lời tạm biệt, làm sao chúng tôi có thể quên đi được những ngày tháng mà tất cả chúng tôi say mê bên nhau, mê mải bên nhau từ sáng cho tới tận đêm khuya để có thể hoàn thành được chương trình phục vụ quý vị và các bạn. Nếu như bây giờ phải nói lời tạm biệt, tôi không hiểu là tất cả các nghệ sĩ sẽ phải diễn tả những cảm xúc của mình như thế nào. Bởi vì muốn nói gì hay không, Gặp Nhau Cuối Tuần thật sự đã là một chương trình mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Với góc nhìn hài hước của mình, Gặp Nhau Cuối Tuần đã phản ánh những vấn đề mà chúng ta còn tồn tại, còn hạn chế, và đã lấy tiếng cười như một vũ khí để chống lại những thói hư tật xấu, những tệ nạn mà đến bây giờ chúng ta vẫn đang còn nhức nhối. Làm sao chúng ta có thể kết thúc
làm sao chúng ta có thể chia tay khi chúng ta còn biết bao nhiêu điều muốn nói. Cho nên chúng tôi chỉ mong rằng lời tạm biệt đừng bao giờ nói ra, mà chúng ta hãy giữ lại, chúng ta hãy để dành để đến ngày vui chúng ta lại được gặp nhau. Ca sĩ Khánh Linh đã vừa trình bày ca khúc Tạm Biệt, và tất cả các nghệ sĩ cũng đã vừa ra với tất cả quý vị các bạn. Nhưng chúng tôi vẫn rất muốn được nghe ý kiến của quý vị và các bạn, những người đang có mặt ở đây. Quý vị và các bạn hãy nói cho chúng tôi biết, với quý vị và các bạn, Gặp Nhau Cuối Tuần đã mang lại cho quý vị và các bạn cảm xúc như thế nào. Xin mời bác ạ. Đứng ạ. Thưa tất cả khán giả, riêng tôi thấy rằng là cái buổi mà Gặp Nhau Cuối Tuần này thì riêng cho tất cả các bà già như chúng tôi trở lên, chứ giờ chỉ có chả biết làm gì, mà chỉ có làm bạn với lại cái tivi, mà một tuần hai buổi chúng tôi rất theo dõi, mà chúng tôi rất là cười mà thích thú. Chứ ở nhà cũng là mấy con, mấy cháu, nhưng không thể làm lấy được tiếng cười của tôi, mà chỉ có một cái buổi sinh hoạt Gặp Nhau Cuối Tuần thì là tôi cười thật nhiều, nên như vui. Cho nên là tôi cũng trẻ lại bao nhiêu tuổi, mà tôi ra ngoài năm nay tôi 76 tuổi, mà chả ai bảo tôi là sao 76 tuổi. Tôi trẻ ra bao nhiêu tuổi. Thế mà đến bây giờ tôi nghe thấy bảo là tin mà tạm nghỉ, thì riêng tôi rất là tiếc. Mà tôi thay mặt cho giới già chúng tôi rất là tiếc chương trình này. Tôi muốn rằng là đài truyền hình cố gắng tiếp tục mà lại làm để cho giới già chúng tôi được thưởng thức mãi mãi. Xin cảm ơn đài truyền hình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến của một vị khán giả đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của bác đã dành cho những người thực hiện chương trình. Và chúng tôi vẫn muốn được nghe thêm những lời tâm sự của các khán giả khác đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh ạ. Anh có muốn nói gì với chương trình của chúng tôi hôm nay không ạ? Tôi nghĩ là bây giờ bỏ chương trình này nó cũng phí. Gặp Nhau Cuối Tuần thì tôi nghĩ là bây giờ nó trở nên thân quen với mọi người rồi, mà mọi người thì cũng hy vọng và chờ đợi cái gì đấy nó vui vẻ vào ngày nghỉ. Tôi nghĩ là Gặp Nhau Cuối Tuần là một phần tất yếu của cuộc sống. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã coi Gặp Nhau Cuối Tuần là một phần tất yếu của cuộc sống. Điều đó làm chúng tôi cảm thấy thật là hạnh phúc. Và chúng tôi vẫn muốn được nghe thêm những ý kiến của các vị khán giả khác. Mời cô ạ. Cô có thể phát biểu với chúng tôi được không ạ? Gặp Nhau Cuối Tuần quả tình là trong 4 năm qua đã là một chương trình mà rất gắn bó với chúng tôi. Nó gắn bó bởi cái nhẽ là hàng tuần nó mang lại tiếng cười. Và ngoài tiếng cười ra thì nó còn định hướng được những vấn đề mà xã hội quan tâm và những vấn đề mà chúng tôi thấy là cần thiết phải có những cái định hướng trong xã hội. Vấn đề mà Gặp Nhau Cuối Tuần đặt ra là một sự định hướng cả về sự thẩm mỹ, định hướng về quan điểm về mọi vấn đề trong xã hội. Cho nên tôi nếu như là phải dừng cái chương trình này thì quả thực là đáng tiếc. Xin cảm ơn một ý kiến của một vị khán giả nữa. Và từ nãy đến giờ tôi thấy có một cánh tay đây đã giơ lên rất nhiều lần, rất muốn được nói điều gì đó. Vậy thì xin mời cháu. Cháu thích ở Lâu Một Tuần. Cháu thích cô ở Vân. Cháu xem cháu đoàn cười thôi. Ôi, con lại buồn cười nhỉ? Chương trình đang làm sao tự nhiên lại khóc hay khóc? Thì cứ để kệ nó, bức xúc cứ để nó nói. Anh bảo là cái anh nói xong rồi ra đây chả ai nói gì cả. Quá. Thế con mình em là con gái em nói à? Nhưng mà đây đang làm chương trình thôi. Quá, còn bao nhiêu người cười. Mà cũng không hiểu tại sao lại thôi. Thôi là vì sao? Vì lý do gì chứ? Bây giờ ai có ý kiến rồi mình cũng thôi. Chả nhẽ rồi mình bây giờ ai có ý kiến rồi mình cũng theo thì hóa ra mình đéo cày giữa đường à? Mà tại sao lại thôi? Thôi là vì lý do gì? Lý do nó phải chính đáng nên mới thôi chứ. Khán giả thì vẫn muốn xem, anh em mình thì vẫn muốn diễn. Thôi là thôi thế nào? Ai bảo thôi em thôi à? Thôi anh Khánh à. Thôi anh ạ. Ông thì thôi đi. Khổ quá, không phải ý em nói là thôi, mà em nói là anh thôi, em thì chưa thôi. Ông bảo tôi thôi, ý là ông muốn thôi gì?
Em có bảo em thôi đâu, em chỉ bảo anh thôi đi mà em không thôi. Thì thôi thì thôi. Thôi thôi Dung ơi, đừng khóc nữa Dung ơi. Tại sao chẳng trở về? Tại sao ngừng mê say? Tại sao chẳng mãi mãi? Thôi! Đấy anh lại thôi rồi. Thôi rồi. Thì tao nói nó thôi ý. Thôi anh thôi đi. Thôi thôi. Nấu ruột. Còn anh nữa. Sao? Lúc nãy bọn anh bảo trong kia bọn anh ra đây bọn anh nói. Bây giờ ra đây chỉ có mỗi mình em với cả anh Khánh nói. Mà anh là đàn ông bọn anh hèn nên chả dám nói à. Lúc đấy trong đấy chỉ có mỗi mấy anh em mình thôi. Ra ngoài này bây giờ có người nọ người kia này. Không, anh cũng không. Bao nhiêu người. Sao mà không nói đâu. Chính kiến của anh như nào anh không nói được à? Khổ quá thì vẫn là như thế. Anh biết là bây giờ, bây giờ quý vị cũng công nhận, anh em mình cũng công nhận, làm việc vất vả cả tuần rồi, có mỗi một ngày cuối tuần để mà gặp nhau thôi. Bây giờ không gặp nữa thì gặp ai? Đấy cứ bảo thì thôi. Bây giờ bảo thôi. Hơi tí thì thôi, bảo thôi là thôi. Thôi là thôi thế nào? Em xin có ý kiến này nhé. Nói đi. Thôi, thì ông xin có ý kiến này. Thưa quý vị khán giả, thưa tất cả các bạn đồng nghiệp, tôi xin có ý kiến như này. Nói đi. Thôi. Okay, thôi. Bây giờ là thôi. Bây giờ tôi đang phát biểu. Thôi. Được rồi. Tôi phải nói chứ. Bây giờ thôi. Bảo tôi để tôi. Câu để thôi. Để tôi. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, anh em chúng tôi là những người tham gia chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, và tiện hôm nay ở đây có rất nhiều khán giả cũng như là báo rồi truyền hình. Và để cho anh em nghệ sĩ chúng tôi muốn nói một điều gì đó thì cũng có rất nhiều người đang bức xúc ở trong kia. Nào, anh em muốn nói gì thì cứ mời, sao? Mời tất cả các anh chị ra đây hết ạ. Đúng rồi. Đấy. Vâng. Dạ, thưa quý vị khán giả, lúc nãy có một vài người khán giả đã phát biểu như thế nào thì quý vị đã nghe rồi. Còn anh em chúng tôi thì rất một lòng. Cho nên là tiện ở đây để cho dân chủ, cho công khai. Vậy thì tôi xin đề nghị thế này. Nếu như quý vị khán giả muốn cho chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần thôi hay là không thôi. Muốn cho chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần có tiếp tục hay không thì xin nếu muốn cho tiếp tục thì xin quý vị khán giả hãy giơ tay ạ. Vâng, giơ. Đấy. Anh ơi. Thế kìa, còn một góc kia họ chưa giơ tay anh ạ. Đây, chưa giơ tay. Không. Không phải là họ không giơ tay, mà là vì trời rét, họ cho tay vào túi áo, túi quần. Họ ngại, hoặc là tay cầm kẹo rồi hạt dưa hạt bí, họ ngại, họ không giơ thôi. Chứ còn đồng ý hết, 100% phiếu ghi vào. 100% phiếu ghi vào. Ghi. Ra nhân tiện. Để cho tâm phục, khẩu phục và để cho có cả hình lẫn tiếng. Quý vị khán giả đã dơ rồi thì tiện thì vỗ luôn. Đấy, em chưa? Ai bảo thôi à? Vỗ tay như thế này mà lại bảo thôi à? Thôi là thôi thế nào? Có tiếp tục không? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những tình cảm mà những khán giả đã bày tỏ, với sự quyết tâm của các nghệ sĩ, làm sao chúng ta có thể dừng chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần lại được phải không ạ? Chúng ta không dừng, nhưng chúng ta sẽ phải làm cho thật tốt. Chúng ta sẽ phải làm với tất cả sự quyết tâm và cố gắng của mình. Phải làm sao để mỗi sáng thứ Bảy chúng ta vẫn được gặp nhau để nói với nhau những điều mà chúng ta muốn nói. Và để chuẩn bị cho những chương trình mới mẻ của Gặp Nhau Cuối Tuần, chúng tôi đang đầu tư vào một hướng cũng rất là khác. Xin mời quý vị chúng ta sẽ thử cùng theo dõi và xem rằng đây là hướng đầu tư có phù hợp hay không. Quý vị và các bạn hãy góp ý chúng tôi. Hy vọng rằng hướng đầu tư mới này của chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một clip mới của chúng tôi.
Nhìn này, nhìn kỹ vào đây này, xem có còn chối được nữa không? Úi giời ơi, đĩa mình tự mua về mà dám đề vào đây là thân tặc anh yêu mối tình đầu. Tưởng thôi nhau rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến nhau thế này à? Hả? Tơ cái gì? Tơ? Thì không tơ thì cái gì đây? Vâng, ai chẳng biết. Bây giờ người ta là ca sĩ nổi tiếng rồi, không còn như ngày xưa nữa rồi. Thế tưởng mình người ta biết hát mà tôi thì không biết hát à? Hả? Nhìn thế này. Tôi nói để cho anh biết này, tôi hát nhá, như diễn hài nhá. Úi giời ơi. Úi giời ơi cái gì? Thế tôi hỏi anh, cô ấy biết hát thì cô có biết diễn hài như tôi không? Cô đừng có so sánh như thế. So sánh cái gì? Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Khập khiễng làm sao? Đưa đây. Rồi. Rất tiếc cô ấy lại không phải là vợ tôi. Thế con ngắm nhau say đắm mà. Ngắm cái gì mà ngắm? Tôi này, tôi là vợ anh này, hết lòng với anh. Đêm nào tôi cũng mơ thấy anh. Mà anh thì đêm nào cũng mơ về cô ta. Người ơi, người. Muốn hát không? Muốn hát thì tôi hát cho các người biết tay đây. Lặng im bóng mây, lặng im góc sân chưa nắng vàng. Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại. Em mơ về anh, rồi em mơ thấy thấy anh nhìn em. Anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen. Nghe sao rất gần, rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên. Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn. Anh như bài hát xa rồi. Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên.
sau. Chúng ta đã vừa thưởng thức một clip ca nhạc bài hát Em mơ về anh do nghệ sĩ Công Lý và nghệ sĩ Vân Dung trình bày. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện clip này. Thưa quý vị các bạn, trong chương trình đặc biệt của Gặp Nhau Cuối Tuần hôm nay, chúng tôi cũng rất vui mừng được giới thiệu với quý vị và các bạn sự có mặt của các nghệ sĩ đại diện cho các nghệ sĩ đến từ miền Nam. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tiểu phẩm mà các nghệ sĩ miền Nam sẽ mang đến chúng ta hôm nay. Dạ, tắt nhạc liền ngoài. Dạ, đứa nào mở bài hát này lên vậy con? Dạ con đâu có biết đâu ông ngoại vợ. Con cũng biết là mỗi khi mở bài hát này lên, dạ ông ngoại nhớ bồ cũ lắm không mày? Thôi ông ngoại đừng nhớ bồ cũ ông ngoại nữa. Ông ngoại nhớ bồ mới con nào ngoại? Bồ mới của mày là cháu ngoại của tao mà mày. Thì cũng tại con bồ mới đây nè. Sao con bà ngoại mới đợi ông ngoại từ sáng sớm đến giờ ngoài cửa đó. Mắc mớ gì bà ngoại mày đợi tao? Trời ơi, hôm nay bà ngoại dắt con qua để hỏi vợ. Ông ngoại đâu có cho vô đâu. Ông ngoại cứ nói là chưa đến giờ tốt không mà bà đợi 4 tiếng là bà quất 4 nải chuối rồi đó. Trời ơi, mới 4 tiếng đồng hồ bà quất 4 nải chuối. Dạ, bà chờ chút xíu nữa dám bà quất luôn con mẹ bán chuối lắm mà. Ngoại, tao nể mặt mày lắm. Ra ngoài mời bà ngoại mày vô đây. Dạ, mời liền. Mời bà vô đây. Bà ngoại. Tôi đã dặn rồi, chưa tới giờ tốt thì đừng có bước. Nha, tôi có chuyện gì vậy? Thằng nào? Theo biểu mày, tao kêu mày ra ngoài mời bà ngoại mày vô đúng không? Dạ. Sao mày đi ra ngoài mày dắt con lân sư tử vô đây làm gì? Đâu có con lân sư tử ở ngoài. Vậy chứ con sư tử đầu bạc nào nhảy lưng tưng trong nhà của tao? Chỉ có con sư tử già này thôi à. Sư tử nào gặp trời ngoại? Tôi là bà ngoại nó nè, qua đây hỏi cưới cháu gái ông cho thằng cháu ngoại trai tôi. Bất lịch sự, nói chuyện mà đưa nguyên cái lưng vô mặt người ta, không xoay mặt lại, đã vậy lưng còn bị gù nữa. Sao lưng gù dữ vậy ta? Ôi, cao thế. Lùi lại nói chuyện với ông, qua đây hỏi cứ cháu gái ông cho thằng cháu ngoại trai tôi, ông thấy sao? Dòm, bàn tay quen quá vậy ta, vui lòng quay mặt lại dòm chút. Trời, mặt mẹt. Trên mẹt còn có hai hạt vừng nữa. Ủa ngoại, mặt mẹt là cái gì vậy ngoại? Mặt mẹt là dạ. Mặt mâm đó. Trên mâm còn có hai hột mè nữa. Hai con mắt của ông mấy chục năm không lớn được nhiêu. Ông ơi, ông có phải là tư nhái không ông? Ủa, tại sao kêu là tư nhái vậy ngoại? Ngày xưa ông gầy, ông ốm kêu là nhái. Bây giờ là hết rồi đâu còn là nhái nữa. Bà nhìn thử coi, quạch quạch quạch. Bà có phải là bãi sữa không? Giờ già hết đường sữa gì rồi. Em khỏe không em? Cảm ơn anh, em khỏe. Anh khỏe không? Anh khỏe dữ lắm. Tình yêu của tôi đây sao? Tình yêu của tôi đây sao? Sữa nhai. Vô nhạc. Thiên Kiều ơi, mười mấy năm qua muốn nói tiếng yêu em mà chưa một lần dám nói. Để đến hôm nay không còn gì nữa cả khi em đã dầm chân lên bụi xóa một thiên
đất nước hồi ngôn ngũ lên sau một năm dài xa cách. Quá hay, tiếp à, ngưng tuần nhạc. Coi như mối tình, yêu nhau yêu nhau mới say, yêu hết con tim, yêu hết con tim. Khi yêu khi yêu, ta sẽ cho nhau rất nhiều. La 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 la. Con mời ngoại qua đây á, là hỏi vợ cho con chứ đâu phải kiếm chồng cho ngoại đâu. Quên, thấy trai cái quên hết trơn vậy hà. Ông ơi, thâu tôi với ông không có duyên vợ chồng thì mình có duyên xui gia. Đúng rồi. Tôi qua tôi hỏi cưới ông tính sao coi cho được ông ha. Tính đơn giản thôi. 18 mâm quả. 18 thằng thanh niên độc thân chưa vợ còn riêng bưng mâm. Trời ơi, 18 thằng thanh niên chưa vợ thì tôi kiếm được. Còn cái rượu origin hay không, bộ đi canh chừng từng thằng sao biết nào riêng hay không riêng. Rồi 18 đó nó bưng nó giống vậy. Thì nó bưng 3 mâm chầu cao. Mỗi một buồng cao 200 trái. Trời, cao nào 200 trái. Cao ghép mày ơi. Ghép bà nội tôi chứ ghép. Ai mà ngồi đó mà ghép. Mua một dĩa cúng ông bà tổ tiên, còn bao nhiêu á mình cho sắp nhỏ nó ngồi để đợi rước dâu, nó mua mấy cây xin gom nó nhai cho vui ngày cưới được không? Khỏi cưới thì thôi, muốn vậy tôi chịu vậy. Ỷ nhà gái rồi ép nhà trai, cái gì nó cũng phải vừa vừa thôi. Trời ơi, phải chi mà giận lên mà đẹp trai như Đàm Vĩnh Hưng tôi đâu nói gì. Xấu banh nhà lòng chợ mày đặt giận. Để hai cái rau y như hai đĩa bu ngay mép luôn. Xấu mà có nhiều. Có nhiều cái xấu ông gom để lên mặt ông hết rồi. Xấu bị đặt dành, không cho ai xấu chung hết trơn á. Mặt ông y như cá chốt cá bóng mà lai con cá mập. Ông không được điểm nào hết chứ. Làm gì ém dữ vậy? Muốn cười cười đại đi, ém chi lát đứt gương máu à. Ông không có ưa được chỗ nào hết trơn á. Giờ đãi tiệc cưới sao đây? Thì một ngày giết một con trâu. Ngày giết một con trâu, mày lo. Ba ngày giết ba con trâu. Ba ngày giết ba con trâu. Đãi 9.3. 9.3, mày. Trời ơi, nó tỉnh rồi, mọi ơi. Tỉnh dậy con ơi, qua mặt cả con ơi. Qua mặt cả đi, qua mặt cả đi. Bà ngoại, để con lo con. Ông ngoại, ngoại, bớt cho con chút đợi đi ngoại. Bớt mày còn 300 bàn. Thôi bây giờ 50 bàn nữa ngoại. Chờ ông ngoại một chút. Chi vậy? Tha lơ. Làm gì? Thục pizza cho nó thấy bà ngoại nó chứ chi. Nó nói mắc mớ về thục thấy tôi. Cháu ngoại của tôi bộ rẻ xinh lắm sao đãi có 50 bàn. Không phải. Vậy từ từ ngồi xuống. Trời ơi xấu mà nó thở cũng xấu. Làm như bơm bánh xe vậy đó. Vậy từ từ ngồi xuống bàn lại. Đúng không? Anh ấy. Con quỷ mặt. Chiều đi uống cà phê tính lại nghe. Ông ngoại. Hả? Ông ngoại 90 tuổi rồi đó ngoại. 90 tuổi không biết ăn phở hả mày? Trời, trời ơi. Mày hấp nước cháo chứ ăn phở gì. Nói nghe, đám cưới là chuyện tụi nhỏ, mình già cả ngồi xuống góp tí ý kiến được rồi. Ép nó làm chi, sao đám cưới nó đổ nợ tội lắm ông ơi. Quá đúng. Quá hay. Thôi bây giờ tính gì? Tính. Tôi với bà gom lại ngồi một bàn thôi. Đãi cái bánh trung thu, mấy ly nước trà. Chi? Đãi buổi tiệc chia tay. Thè hoài à. Ông tưởng tôi không dám chia tay với ông hả?
Về con, không có cưới hỏi gì, tao quế mập nè rồi về. Dạ không được đó ngoại. Làm gì không được? Con thèm vợ lắm đó ngoại. Trời đất ơi, vợ mày làm như trái cây, có vụ thèm nữa. Về lẹ không? Không. Lì phải không? Được rồi. Làm gì vậy ngoại? Tha lơ. Gì vậy? Thục bi da cho thấy ngoại vợ mày luôn. Giờ ngoại ơi, giờ ngoại ơi. Giỡn tao hả? Mặt mới gì Thục nói chúng tôi. Ghét ông được không? Báo cho ông tin buồn. Chuyện tình cảm tôi với ông mấy chục năm nay, nay coi như tờ giấy xé bỏ. Bà. Chuyện tình cảm tụi nó thì thôi, ông già mà ông khó không ai chiều nổi ông đâu. Vĩnh biệt ông, về. Sữa. Già rồi đường sữa gì nổi nữa. Đứng lại. Kêu thắng gấp đứng tướng kỳ quá mỏi chết ông à. Đi vô đây anh nói cho em nghe. Thấy gớm. Già mà kêu anh em nghe nó nổi óc vậy đó. Gì vậy? Định vụ chị hả? Nhìn lại mình đi cưng. Bích cửa rồi cưng. Cái này còn bích luôn cái nhà chứ cửa gì. Thôi mà tôi biết tôi bích cửa bà mấy chục năm nay rồi bà vô đây. Ông nhớ lại đi, nhớ lại đi. Bà mới là người đáng nhớ đó. Nhớ cái gì? Những gì mà ngày hôm nay tôi đòi hỏi bà là ngày xưa ba bà đòi tôi y như vậy đó. Đúng vậy, ngày xưa ông qua ông hỏi cưới tôi, ba tôi đã đòi hỏi khó khăn, cho nên mình mới lỡ duyên lỡ nợ. Tại sao ông em ép tụi nhỏ vậy ông? Bây giờ ông nói một câu nghe được thì tôi ở, còn không tôi về. Thôi được rồi, bây giờ tôi hiểu rồi. Bây giờ bà cứ đi về dắt thằng cháu ngoại trai bà qua hỏi cưới. Con cháu ngoại nuôi của tôi đi. Hả? Nói vậy là hàng nuôi thôi sao? Vậy là hàng ký gửi chứ không phải tự sản xuất sao? Nói vậy là mấy chục năm nay ông chưa có vớt con bồ nhí nào sao? Ừ. Quỷ già, sao không chịu nói sớm? Cảm ơn ông, cảm ơn mấy chục năm nay ông đã ở vậy đợi tôi. Vậy tôi bằng lòng cưới cháu ngoại nuôi của ông cho thằng cháu ngoại nuôi của tôi. À, nói gì bà cũng còn nguyên thủy hả? Hàng chưa đập thùng đó chứ. Mấy chục năm rồi mà. Quỷ à, ôm chất quốc, ôm ngay cái chảo à. Già rồi, con mắt ông nó mờ, ông canh không có chính xác. Để đó tôi canh cho nó chính xác lắm. Trời ơi, như múa lân múa sư tử, ai mà ôm được. Đứng im nó đi, sáp vô. Sữa. Yeah. Mấy chục năm rồi. Ủa sao cái đầu bự quá vậy ta? Cái đầu ở đây, cái mình ở đâu? Ông ơi, đang nói chuyện mà ông. Ủa đây hả? Trời sao hả? Giống hai mẹ con quá vậy? Ông lúc nào cũng chui quá đà. Trời ơi, già mà còn chơi đầu đinh. Chắc chết với cái đầu đinh này quá. Mấy chục năm không có cưới vợ, vậy mà cũng không nở lòng nào telephone cho tôi. Ông còn nhớ cây cầu kỷ niệm trước nhà tôi không? Làm sao quên được. Ngày nào đúng giờ hẹn tôi cũng ngồi đó tôi đợi ông. Trời ơi. Bất kể mưa gió cỡ nào tôi vẫn đợi. Đứt ruột không? Sét đánh đùng đùng vẫn đợi ông. Đánh ở đâu mà sao tôi ngợp quá vậy? Lúc đó sét đánh ông trốn ở đâu mà ngợp. Ông. Ê! Cha già quỷ quyệt, tại sao chỗ thoáng không ở, chui vô chỗ ngợp ở làm chi vậy cha? Đừng có bao giờ có suy nghĩ đường hẻm nó có lợi hơn mặt tiền nha. Sữa. Nhái. Đi theo anh. Đi đâu? Hát karaoke. Cha, chết thiệt tối nay rồi. Ông ơi. Ừ. Karaoke nó cấm rồi. Thiệt hả bà? Thiệt. Nghệ sĩ Tam Thanh, nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Trần Huỳnh. Xin cảm ơn các nghệ sĩ đã mang đến cho chúng tôi một món quà thật thú vị từ phương Nam. Thưa quý vị, và đây là nghệ sĩ Việt Hương, người mà chắc quý vị các bạn vẫn nhớ là trong Gala Cười 2003,
cô đã được trao giải diễn viên triển vọng và đóng vai bà già vậy thôi chứ thực ra Việt Hương còn rất trẻ. Và ngày hôm nay đến với những khán giả của thủ đô Hà Nội lại một lần nữa sau gala cười 2003 với một chương trình đặc biệt này, Việt Hương đang có những cái suy nghĩ như thế nào? Dạ, trước tiên Việt Hương rất vui mừng được tham gia trong, thay mặt nghệ sĩ miền Nam, được tham gia trong chương trình tối hôm nay. Và không có gì làm rất xúc động và không rất là bất ngờ khi khán giả miền Bắc ủng hộ nhóm hài Việt Hương. Xin cảm ơn rất nhiều, rất nhiều. Thực sự là Gặp Nhau Cuối Tuần là một sân chơi thật bổ ích, giúp cho nghệ sĩ miền Nam được thể hiện mình trước khán giả. Và rất là hy vọng Gặp Nhau Cuối Tuần sẽ vào miền Nam thật nhiều, để diễn viên miền Nam sẽ được diễn nhiều hơn, sẽ được gặp khán giả được nhiều hơn. Và không biết nói gì hơn là Việt Hương xin thay mặt toàn bộ nghệ sĩ miền Nam xin kính chúc quý khán giả tối đêm nay và quý khán giả đài truyền hình sức khỏe dồi dào. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà các nghệ sĩ của phương Nam đã dành cho chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ là đến giây phút chúng tôi xin mời tất cả các nghệ sĩ và quý vị hãy cùng với chúng tôi, chúng ta cùng chúc mừng cho Gặp Nhau Cuối Tuần đã tròn 4 tuổi. Xin mời tất cả các nghệ sĩ và tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng mừng sinh nhật của Gặp Nhau Cuối Tuần. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày đó em sinh ra đời. Happy birthday to you. Của các nghệ sĩ, của tất cả những khán giả, những người yêu quý chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, chúng tôi xin được chúc mừng cho chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần đã tròn 4 năm tuổi và xin chúc cho tất cả các nghệ sĩ chúng ta cùng mạnh khỏe để có thể có thật nhiều đóng góp hơn nữa cho chương trình. Mừng ngày sinh nhật của em. Thưa quý vị, chúng ta đã vừa theo dõi chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình do công ty Diana tài trợ. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.